Bây giờ mình đi test cái sợi sợi này vào gốc cây cà phê nhé nhé. Gốc rễ cây cà phê này. À, đây là gốc rễ cây cà phê đấy. Mình là nhổ lên, lấy máy cày nhổ lên. Anh sẽ cứa nó nhé. Mưa rồi. Qua đi vào đây, mưa đâu. Hả? Không làm đâu, anh cưa đi thì là bốc lên xe thế rồi chứ đâu. Lật đi lật lại cho đọc để ra chứ. Ờ, có cái nào anh chưa lật thì lật thôi. Ê, nhưng mà giờ chạy vô cái nào mưa. Vô đi, vô đi. Vô này. Vô này, kéo chào. Đây,
đây này, giờ mình cưa dí vào đây này. Sao mà ướt cái màn hình ta? Dí vào đây mình cưa đây mà nó vẫn sắc bén đấy mọi người. Vậy nha anh em nhá, cây sên này có thể dùng để cưa rễ cây ok nhá. Loại sên này này, dùng cưa rễ cây ok này. Thế bây giờ mình xin chào tạm biệt anh em nhá. Bye bye.